Xin chào anh em nhé. Lâu nay mình không có ra được video anh em ạ. Con này con trên mái này. Nay bắt đầu nó kêu nhiều anh em ạ. Mấy con kia hôm vừa rồi mình đi công việc á, không có nhà, bị đua mất rồi anh em nhé. Con cánh chéo cũng đua mất rồi nè. Đâm ra là năm nay không có mồi để chơi đây em ạ. Chỉ có con mái này thôi. Mái này cũng mái thì kẹp loa thôi, chứ còn để mà ấy thì chưa hết đâu. Nó sung lắm. Bắt đầu nó đang kêu nhiều. À, mình đi mình bỏ nước vô đây này, giờ nó thành rêu luôn này. Đi 10 ngày về đua mất, à nó hết nước, khát nước tí mình cho nó nước xong. Còn con này mới được một mùa. Con này mới được mùa mà nó ăn cám kém lắm. Chỉ có thích ăn thịt thôi. Chỉ thích ăn thịt thôi. Nhỏ con nữa. Còn cái cánh chéo còn to con nó giống như con chim mái, con to hơn con kia nữa, con mái này. Mà bị đua mất rồi anh em. Rất tiếc luôn. Có nhiều anh em dặn để con cánh chéo đó cuối cùng bị đua mất rồi. Mình đi công việc á, mình đi về quê nó thẳng ấy. Nó to hơn con mái này nữa mà. Đầu to. Chưa có con nào mà mình kết như con đó đó. Cuối cùng bị đua mất. Này mái này. Mày bóng mượt, lông bóng mượt. Nó cùng nó căng lên này, nó sung lên. Còn con này thì đây. Con này chưa bao giờ biết rộng cổ. Đó, nó dữ lắm. Đụng vô là nó cho ra tiết liền luôn á con này. Mà không rộng cổ mới lạ chứ. 4 năm rồi. Có nhiều anh em mà đấy nó nóng lên. Nóng lên là nó cắn. Mà mình tính để lại nuôi lên xem như thế nào nhé. Có một số anh em hỏi để chia lại về tập, chắc không được đâu anh em ạ, tại vì nó chưa biết chơi kiểu gì, đưa về anh em chơi không được gì đâu. Thôi mình để chơi thôi. Trùng lắm, cứng, nóng, đụng vô nó mổ. Con này giống như chim rừng lắm. Thôi mình kết thúc video nhé. Còn có mấy con ngoài kia thôi, không quay nữa. Đó. Nó tìm thấy cái con bên này, cái này phải ngăn cái này ra, không có nó giúp nhau anh em ạ. Chồng rất lì mà không rậm cổ, lạ chứ. Rồi, chào anh em nhé.